Thời tiết khu vực tỉnh vẫn duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng với cường độ nắng vừa phải, độ ẩm tiếp tục giảm thấp khiến không khí hanh khô. Thời điểm về đêm và sáng sớm tiết trời mát mẻ, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có mưa dông kèm theo gió giật mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Bây giờ là diễn biến cụ thể thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 16 tháng 12 và ngày mai 17 tháng 12. Phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc, mây thay đổi đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 73 đến 78%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 74 đến 79%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 73 đến 78%. Hải Giang vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 17 tháng 12 năm 2022. Nước lớn mức cao nhất 400 cm vào lúc 22 giờ và nước ròng thấp nhất 210 cm lúc 13 giờ 30 phút. Hôm nay kết quả chất lượng không khí quan trắc về độ ô nhiễm bụi khói khí thải ở tất cả các huyện thị thành vẫn nằm trong ngưỡng khá an toàn. Với ba khu vực đặc thù nhất của tỉnh là thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 16 tháng 12 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư Giếng Nước, thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 91. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ tiếp tục duy trì ở mức tốt với chỉ số AQI là 15. Và chỉ số chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa, ở mức tốt 73.